Nếu như bạn có ý định mua máy năng lượng mặt trời Merasun thì các bạn có thể tìm hiểu qua những video mà bên Thành Phát cung cấp. Thì đây là một bộ năng lượng mặt trời Megasun nha các bạn. Megasun dòng KBS, dòng truyền thống của Megasun. Thì dòng sản phẩm này đa dung tích nha các bạn. Dung tích từ 120 lít cho tới 300 lít nha. Thì dòng KBS này sử dụng luật bình chứa Inox 304 nha các bạn. Đây là dung tích 240 lít, sử dụng 24 ống thủy tinh chân không F58 hấp thụ nhiệt nha các bạn. Ống chân không công nghệ 5 lớp nha các bạn. Thì nhìn tổng quan ở dàn ống thu nhiệt này, làm nóng cho gia đình đâu đó có khoảng 6 đến 7 thành viên nha các bạn. Phù hợp cho các bạn xài mà trong 2 ngày mà các bạn không thể hề thiếu nước nóng nha. Thì đặc trưng của dòng sản phẩm Megasun KBS này sử dụng chân bản là chân bản là dày 2 ly 8 nha các bạn. Độ dày tương đối là cứng cáp cho cái chân này nha. Thì nhìn các bạn nhìn thấy những cái đầu gắn liền ở ti này là cổ ti này là vặn vặn ren nha các bạn. À, liền trong mình luôn nhé, không sử dụng rong, cho nên là vì thế là đây là một trong những dàn sản phẩm có chất lượng nhất nhì trên cái thị trường năng lượng mặt trời nha các bạn. Thì dòng năng lượng mặt trời Megasun thì cũng được bán phổ biến tại Việt Nam hiện nay nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy dàn chân thì rất là chắc chắn, các cầu cấp nước ra là thiết kế chuẩn để tránh cái hiện tượng mà mất áp lực nước cho gia đình bạn nha. Thì ở đây thì bên mình đi ráp cho là sử dụng một bồn nước, thì đây giờ đang nắp bồn nước chuẩn bị chờ nước cấp sang cái bình chứa nha. Thì ưu điểm của dòng năng lượng mặt trời Megasun đó là có thời gian bảo hành 5 năm nha các bạn, với thiết kế bắt mắt bóng bẩy, 100% sử dụng inox nha các bạn. Lớp form thì dày 55 mm, thời gian giữ nhiệt lên tới 72 giờ nha các bạn. Thì dòng sản phẩm này được bảo hành chính hãng 5 năm nha các bạn. Thì khi các bạn mua về các bạn lắp đặt thì các bạn có thể tự lắp đặt được, cũng rất là đơn giản. Đó, nó thể hiện những cái đầu nước ra mà đầu nước vào mà các bạn không phải thắc mắc là không có hướng dẫn chỉ gì nha. Thì dòng chân bàn thì trụ đứng các bạn để trên mọi địa hình nha. Thì dòng năng lượng mặt trời Megasun thì đa dạng công nghệ và công suất nha, từ bình dân cho tới cao cấp, từ nhập nội nội hay là ngoại nhập đều có đầy đủ cả những cái tính năng thông minh về dòng năng lượng mặt trời Megasun này. Thì nếu bạn đang tính tìm hiểu mua dòng năng lượng mặt trời Megasun thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với trung tâm của Thành Phát để được tư vấn về dòng năng lượng mặt trời Megasun nha. Thì bên trung tâm Thành Phát thì cung cấp và phân phối và lắp đặt các loại dòng năng lượng mặt trời, đặc biệt là Megasun nha các bạn. Thì nếu bạn tìm hiểu sơ qua rồi thì đây là những dòng sản phẩm mà các bạn nên cân nhắc để sử dụng cho gia đình mình. Thì cũng nhiều thắc mắc của khách hàng hỏi máy năng lượng mặt trời Megasun có tốt không, thì đây cũng là một dòng máy năng lượng mặt trời tốt nha các bạn, có giá thành tầm trung trung, không cao quá, phù hợp với nhiều phân khúc, nhiều đối tượng sử dụng nha các bạn, dễ sử dụng. Đội ngũ sau bán hàng thì bảo hành bảo trì tốt, cho nên là thương hiệu Megasun thì đã được nhiều người quan tâm sử dụng nha. Hãy liên hệ Thành Phát để tìm hiểu thêm dòng năng lượng mặt trời Megasun.